Rồi, part 5, thuyết trình, test 3, thì nhà kiểu trống, the ostrich, con đà điểu. The ostrich y, ví dụ ta cho sẵn rồi, mình thấy chữ, vậy là so sánh nhất. The largest bird in the world, ostrich là con loài chim bự nhất ở trên thế giới. An adult can be more, ...90 kilos. Ở đây mình thấy more thì đương nhiên bên đây là more gì các bạn? More gì? Hả? More, ví dụ là more of, more like, more than. Ok, more than. Easy ha. Đi nhớ more than. Mình trong answer thì các bạn chỉ cần ghi cái thí dụ con 28 ghi chữ A thôi. Nhưng mà ở đây nói rồi là các bạn nên ghi lại để khi mình tập cho quen tay và khi chút xíu mình đọc lại luôn. Nó tập cho mình cái thói quen tốt. Một cái con chim đà điểu trưởng thành thì có thể nặng hơn 90 kg. Most wild ostriches live Southern Africa. Đây là một cái dùng để live in, of course live in. But nhìn qua kết quả ha, thầy điền bên đây trước cho nó gọn. Rồi, but there are only a of them left. Ở đây có a. Vậy thì chúng ta có a gì hả? Hồi nãy cái này mình chọn rồi nè. In, a little, a lot, hoặc là a few. Only cho nên là đà điểu đếm được, mình chọn là a few, một vài. Cái này mình loại ha. Còn a lot phải a lot of. Vậy ở đây mình là a few of them left, chỉ còn một vài trong bọn chúng còn lại thôi. Likes on birds, giống như tất cả những con chim. Ostriches have wings, they cannot fly. À, vậy đây trái nghĩa nha. Ostriches có cánh, chúng không thể bay, vậy thì mình dùng liên từ but. Ok, but they cannot fly. À, những con giống như những con chim, ostriches thì có cánh nhưng mà chúng không thể bay. They use use their wings chứ gì? Use their wings to help them turn when they are running. Chúng sử dụng cánh của chúng để giúp chúng quẹo khi mà chúng đang chạy. Ostriches can run very fast. Những con chim đà điểu thì nó chạy rất là nhanh. From 65 to 90 km hour. Rồi chữ này mình đọc là hour, chữ H này câm. Cho nên một là 90 km per hour, một giờ. Trong bài nó không có per hour nên mình chọn là an hour. Ok. Qua bên này ha. Nè, các bạn thấy không? An hour, nếu mà ở đây có per hour thì mình chọn per hour, còn thì mình chọn an hour. Rồi, tiếp tục. So it is very difficult other animal to catch them. Ở đây mình có một cấu trúc luôn, rất khó, hoặc là it is adjective for something to do something. For something to do something. Ok, vậy rất là khó. Ở đây là một cái vật cho nên mình dùng for. Còn nếu không có vật luôn thì mình bỏ này đi, thì it difficult to do something. It very difficult to catch them, rất khó để bắt chúng. Còn ở đây là gì? Những con vật khác bắt thôi, chứ người ta bắt chắc dễ, cho nên người ta ý nó vậy, cho nên là it's very difficult for other people to catch them. Baby ostriches are the same size as chicken and take about 3 years to become adult. Một con chim đà điểu, những con chim đà điểu trưởng thành thì nó có kích thước như là những con gà con và mất 3 năm để trở nên trưởng thành, trở nên người lớn. Ostriches ở đây plant and can. Ok, vậy ngay đây là chủ ngữ, đây tân ngữ, đây liên từ nó ngắt ra rồi ha, nó ngắt ngay cái vị trí này rồi, cho nên ngay chỗ này mình phải điền một động từ gì đây, nguyên mẫu chắc chắn luôn. Rồi qua đây kiểm tra lại có phải không, for nè, for something. Rồi ở đây mình có it, quá khứ it. Cái này là chừng nào mà danh từ chủ ngữ số ít thì mình mới chọn động từ thêm s. Hồi nãy bên kia ostrich chủ ngữ số nhiều nên mình chọn it các bạn ha. Rồi qua đây điền vô it. Những con đà điểu trưởng thành eat plants and can live for many days without water, sống nhiều ngày mà không cần nước. Easy ha. Rồi thì đọc lại lần nữa ha. Ostriches eat
the largest bird in the world. An adult can be more than 90 kilos. Most wild ostriches live in Southern Africa, but there are only a few of them left. Like all birds, ostriches have wings, but they cannot fly. They use their wings to help them turn when they are running. Ostriches can run very fast, from 65 to 90 kilometers an hour. So it's very difficult for other animals to catch them. Baby ostriches are the same size as chickens and take about 3 years to become adults. Ostriches eat plants and can live for many days without water. Okay.